Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử sổ số Đài Miền Bắc thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Kết quả quay thử sổ số Miền Bắc giải nhất 94300, giải nhì 15432, 40242. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đang xem kết quả quay thử sổ số miền Bắc ngày 18 tháng 1 năm 2021, giải 6, 5, 7, 4, 5, 1, 1, 3, 3, 3. Giải 7 gồm có các cặp số 6, 8, 1, 3, 5, 0 và 8, 2. Cuối cùng là giải đặc biệt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay.